người Việt Nam không thích xếp hàng. Ở những nơi công cộng thì thường là người ta chen chúc, xô đẩy. Đó, thì tôi thấy cái văn hóa xếp hàng của Việt Nam mình vẫn chưa tốt. Có thể nói là cái sự chen lấn rồi là gây những cái phiền phức, ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy nữa. Nhiều khi tôi cũng không tin tưởng vào cái sự xếp hàng của tôi. Tại vì tôi đang đứng xếp hàng như thế này, có những người khác họ chen lên, họ đứng thẳng trên đầu. Hoặc là khi mà những người đang xếp hàng chờ ngoài này thì ở trong phòng vé họ lại giải quyết những vấn đề mà người thân, người quen hoặc là những cái người mà họ quen biết họ lại giải quyết trước. Trong cái đó mình cứ đứng ngoài này, đứng chờ mỏi mòn thì cũng chẳng thấy nhích lên được chút nào mà chẳng thấy được lợi ích gì. Cho nên nhiều khi đôi lúc tôi cũng cảm thấy là bất mãn. Văn hóa xếp hàng của Việt Nam từ lâu đã là một vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng tới hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới. Từ những sinh hoạt hàng ngày như giao thông trên đường, đi lên xe buýt, những sự kiện khuyến mãi, miễn phí. Không khó để bắt gặp những hình ảnh chen lấn nhốn nháo, cốt chỉ để giành được phần cho mình. Ngoài nguyên nhân chính là do sự thiếu ý thức đám đông, một nguyên nhân quan trọng khác được cho là do tình trạng rối loạn kỷ cương trong xã hội ngày nay, mất lòng tin vào sự công bằng trong việc xếp hàng vì có những kẻ được ưu tiên do chen ngang như người quen, con ông cháu cha, thậm chí đến các phe vé, những cò lái chỉ cần có chung chi đầy đủ ở các cơ quan, thay vì xếp hàng chờ đợi tới lượt mình thì người ta làm đủ cách để có thể khiến mọi việc được xử lý nhanh hơn, gọn gàng và đơn giản hơn. Theo tôi thấy có thể là do người quen thân, họ tới họ nói tôi là người thân cho nên là họ được quyền ưu tiên, họ giải quyết trước. Rồi là có thể là do cò, vấn đề thứ hai là do cò. Cò thì họ đứng ra họ sắp đặt để họ ăn cái quê hồng. Cái vấn đề thứ ba đó là có thể nói là do những cái sự mà quen biết nhau rồi là họ nghĩa là gửi gắm chẳng hạn như vậy, cho nên là họ được ưu tiên. Trong đó những người như tôi đứng xếp hàng thì chờ, tôi thấy là nó cũng có cái sự bất công ghê lắm. Trong cái sự giáo dục của nước Việt Nam mình thì cái ý thức mỗi con người nó chưa được cao, cho nên là cứ mạnh ai là người ý vào được, có thể người ta còn dùng cả tiền để mà người ta đi trước nữa. Đó. Ví dụ như ở trong bệnh viện thì quen biết là người ta vào, người ta có thể người ta lấy số được trước. Kinh nghiệm cực đoan khiến mọi người dường như coi chuyện đi ngang về tắt là chuyện bình thường, không quan tâm tới trật tự công cộng trong xã hội như các nước tiên tiến trên thế giới. Văn hóa xếp hàng không chỉ thể hiện văn minh nơi công cộng của mỗi người, mà còn là một vấn đề cần phải tìm ra cách giải quyết để dẹp bỏ những hành động chen hàng, những đối tượng ưu tiên, có chủ đích, gây ảnh hưởng tới hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.